Đây này có ong đực đây. Ong đực bay ra này. Đây, toàn những đàn suốt ngày phải vặt ong đực đi đây. Đàn này vẫn chứa giả anh. Đàn này hả? Vâng. Ui, ong dữ thế này. Dữ là do mình đứng chắn đường bay của nó. Ừ. Chắn đường bay của hai cái tổ trên này thì nó mới lao. Bây giờ anh cũng không nhận, cũng không nhớ là đàn nó già hay là chú trẻ nữa cơ. Trên này địa thế cũng hẹp quá nhỉ, không có chỗ để nhỉ. Không có chỗ để. Thích nhỉ, không biết mặt gì mở ra thơm ấy. Đàn này anh cũng cho xây một cầu tự nhiên này. Nhiều mặt phết rồi. Là ong này là ong cũ hay ong mới? Ong này á, là ong cũ chứ. Đàn chia một đấy. Vâng. Xong là lên hai thì nó lại thì anh cứ để một cầu không như này, nó lại xây, nó lại tự xây thêm một cái nữa đấy. Cái để này ong nó phát triển mới nhanh. Trong này mật căng lắm này, còn cầu này mới có không? Cầu này cũng căng đét đi. Trong này gỗ mật này. Vâng. Căng đét này. Con chuối này. Đây em xem cái cầu này. Cầu này cũng căng đét mật này. Căng đét mật này. Vẫn đang vít nắp phẳng lì này. Chú ấy như vừa chạy đến đây à? Ừ, đâu, nó đi đâu mất nhỉ? Sang cầu mặt bên kia rồi. Đây, chú đây. Ừ. Chú đẹp phết đây. Cái đàn này hôm nọ anh cũng để hai chúa. Xong cuối cùng nó là tiêu diệt một con đi. Đúng rồi. Có đàn này nó đẻ, có đàn nó ấy đi ạ. Được cái đàn kia là con chúa ra ở được lâu lắm, lâu nhất. Nhưng mà sau cuối cùng là bị hụt quân đi, anh đang ở không biết là nó chia đi hay xem hay là sao. Thế thùng này là nó bay được. Thùng này là anh mua ở đâu? Thùng này mua ấy. Mua ở đâu? Mua cái đợt anh mua có mạng ấy. Mua qua mạng, mua của ông nào? Được đây, cái thùng này là mua của cái ông ở đâu? Ở một anh Mumbai. Ở đâu cơ? Một ông ở tận Manbu ấy. Manbu đúng không? Ông ở Thái Nguyên. Thái Nguyên đúng không? Là trăm mấy một thùng. Lấy trăm ba mươi bốn. Gửi xe ra ngoài Lào Cai đó nè. Thế là đợt anh mua bao nhiêu thùng? Mua một cái. Thùng này là thùng gỗ gì anh? Gỗ sung à? Những cái thùng này như gỗ gạo à? Những thùng mua là gỗ gạo hết à? Ừ. Đốt chứ. Có, bây giờ có tên Tại Trọng như bán gỗ tạp có 95.000 một cái. Ong rất là dày nha. Khu vực miền núi là nó rất là dốc, địa thế đặt ong rất là hẹp. Chắc là bị bên trên nó đốt đi chứ. Em là em làm em cứ hay thổi, em chẳng thấy anh thổi bao giờ. Thùng gỗ sung này đóng có vẻ hơi to nhỉ anh nhỉ? Thế chắc nó dày hơn này, trông dày nó to hơn này. Trông nó rất là to. Đàn này là anh đi bắt đàn đậu ở bụi cây về. Được tầm mấy cầu quân đi? Đàn này hai cầu. Đàn này đàn một cầu rồi, do nó lên được hai cầu này. Chia từ sang bên này sang. Chia đặt vừa rồi đấy. Ừ, từ bên này sang. Từ đây này, chia đôi sang. Chia đàn kia, hai đàn kia cũng là chia song song này. Đàn hai đàn trên kia song song này.
tên là vị trí cũ đây, ừ. Một chia là tách sang cột bên này với lại đúng cột rồi. Bên này. Còn hai đàn này là vị trí cũ là ở ngay chỗ bên cạnh. Thế anh hàn những cái này để làm gì? Không phải, những cái này là kiểu công trình nó tự có như là rồi. À, anh lấy về cái gì? Ừ. Gọi là tận thu. Tận dụng. Thế đảm bảo không có được, nếu mà có được anh nó có nó dụng là. Như này là mình để cái cột bê tông này thì nó rất tốt, muối mọt nó không lên được. Đúng rồi. Trong ở đây muối nhiều lắm, mới đất thôi. Thế giờ còn đàn nào đông nhất, có đàn nào 4 không? Đàn 4 không có, được rồi, chia 2 nó cùng lắm, chỉ lên 3 thôi. Thế đàn này với lại đàn này là cũng song song à? Đàn 1. Vị trí nó ở đây này. Vâng. Tận dụng đủ thứ để làm chỗ đa đông. Ừ. Đây, địa hình đây là cũng gác đủ kiểu. Hàn đấy là anh tự hàn à? Tự hàn. Đứng gần tổ ong mà lại thấy thơm rồi. Kiểu cái hơi 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 mật nó bốc ra, nó quạt gió nó bốc ra. Đây đóng bằng gỗ thông nè. À? Đây bằng gỗ thông. Đóng bằng gỗ thông này công nhận là hạn chế được cái sâu bánh củi nhiều thật đấy. Wow. Nó phải giảm 90%. Mà gỗ liền đẹp nhỉ. Ôi mối lên này anh ơi. Ừ nhờ, chứ đâu. Lại vắt vắt từ ngói lên nè. Không để ý cái là dính này. Từ sau này ra rồi. Ăn hết trong nắp rồi, sợ nó pha cả bên trong rồi. Anh nhấc lên đấy đi. Em thấy nó ăn cả bên trong rồi. Hơi tí là bên đấy cũng có à? Nó từ bên đấy sang. Nó đi chéo sang à? Ừ, ăn hết bên kia này. Ô, đi cả hai bên, ăn cả hai bên. Không để ý. Nó gần đất quá là nó vắt lên mà. Anh bảo là chắc là mấy nữa phải di chuyển một thùng đi. À, cũng ừ. mới đó. Nó phải mang chục tổ đi gửi sang bên nhà. Gửi đâu anh? Sang bên nhà, gửi tiếp đầu bảng bên kia. Nhà bà đây, cái này anh thiết kế để nuôi thử à? Để nuôi thử đấy mà chưa cho bao giờ. Mùa hè cho đấy mát nữa. Hôm anh ghé mặt vào thấy nóng lắm. Đàn này chưa một mới được lên có hai lên này. Lên hai. Ừ. Đang xây mèo. Chưa một đang xây lên hai đang xây mèo. Mật có vẻ không căng nhỉ? Mật không căng lắm. Ong nó yếu ấy. Ong yếu. À. Sáp nó xây nó cũng trượt đấy. Ừ. Cái này là tự xây hay chân tầng? Cái này là chân tầng chứ. Chân tầng nó cắt nó cắn đi. Chân tầng cũng đúng rồi. Nó cắn đi đấy. Vì nó không đủ lực xây, nó cắn cắn góc đi mà, cắn góc hay cắn bên dưới đi. Cái này cứ tầm khoảng tháng này chắc ổn luôn. Ấm này là tháng nữa là lên cầu 3 ngon rồi. Ừ. Cầu 3 lúc đấy xây rồi. Thế là mối nó chưa ở dưới à? Chưa xuống, mày có. Lần này cũng nhiều ong non phết đây. Thế chỉ cần khoảng độ nở hai lần ong non nó là ổn rồi. Đây hàng cứ cho cầu không ở đây, nó xây thì xây, không xây thì kệ nó vẫn xây. Không cứ xây kệ nó, xây được bao giờ xây. Mấy đàn cái gỗ thông này có đi bắt ong soi được không nhỉ? Anh nghĩ nếu mà bắt ong soi anh nghĩ chắc là
chắc vẫn nó được thích lắm đâu, nó không thích lắm đâu. Không thích à? Ừ. Nên bản thân anh nghĩ là hiện tại nó cũng không thích lắm đâu, nhưng mà trong sách vở thì người ta vẫn nói là gỗ thông nó vẫn là gỗ dùng làm đó ong tốt. Nước ngoài nó vẫn dùng bằng gỗ thông mà. Ừ. Mà anh sợ cái mùi của nó là hơi nặng. Nhưng mà cho nó vẫn ở. Cho vẫn ở bình thường. Nhưng mà thấy là giảm được sâu bên tổ tốt thật. Nghĩa là ở đáy là hầu như không có. Gần như là không có luôn. Trừ cái gỗ gạo, gỗ sung ở đây thì không vệ sinh được kịp được. Cái này là cây chám à anh? Cây chám này. Cái chám này gỗ cũng mềm đấy nhỉ? Mềm đây, bị gió vặt nó xẻ đôi này. Xong này lại buộc nó vào à? Cái buộc ở đấy là ở đợt anh rắc thuốc kiến, có một cái tổ kiến, cái kiến lửa mà nó cũng là kiến mà hay cắn ong này này. Vâng. Nó tha ong nó vào tận tổ nó bắt gì đấy gọi kiến dê em. Anh rắc thuốc ở trên đấy dê em gọi là kiến vống. Đúng rồi.